Hello, xin chào các bạn Hôm qua mình đã giới thiệu đến các bạn ván cờ giữa Ian Neponianchi và Jan Christophe Duda tại vòng 6 của giải đấu Candidates năm 2022 Hôm nay mời các bạn tiếp tục đến với một ván nữa tại vòng 6 Đó là ván cờ giữa thánh Hải Hikaru Nakamura và kỳ thủ số 2 thế giới Đinh Xuân Thu à đâu, Đinh Lập Nhân Người duy nhất có elo trên 2800 tại giải đấu này Ở ván này Hikaru Nakamura được cầm quân trắng đi trước anh mở màn với nước tốt E4. Đinh Lập Nhân đáp trả bằng nước tốt E5. Tiếp theo, trắng đi mã F3, đen đi mã C6, trắng đi tượng C4, hình thành khai cuộc Italy. Đen nhảy mã F6 tấn công tốt trắng. Trắng đẩy tốt D3 bảo vệ E4. Đen đi tượng C5 gây sức ép lên tốt yếu F2. Trắng đẩy tốt C3, đen đi tốt D6 mở đường cho tượng phát triển. Trắng nhập thành, đen nhập thành. Đây đều là những nước cờ rất cơ bản trong khai cuộc Italy ván cờ Juco Piano. Tiếp theo, trắng bình xe một bảo vệ tốt E4. Sau đó sẽ đẩy tốt D4 để tấn công vào trung tâm. Đen đi tốt A5. Trắng để tốt H3 ngăn tượng đen lên G4 ghi mã. Đen cũng đi tốt H6 ngăn tượng trắng lên G5 ghi mã. Trắng phát triển mã D2. Đen đi tượng E6 gạ đổi tượng. Nếu tượng trắng ăn tượng đen thì tốt đen sẽ ăn lại tượng trắng, mở đường cho xe kiểm soát cột LMF. Do đó, trắng không đổi tượng với đen mà đi tượng B5 tấn công mã đen. Ở đây đen có thể nhảy mã về A7 tấn công lại tượng trắng. Nhưng mà thực tế đen đi hậu B8, tượng trắng ăn mã đen. Tốt đen ăn lại tượng trắng và bị tốt chồng. Nhưng mà bù lại thì cột B lại được mở thông cho hậu đen kiểm soát. Trắng đẩy tốt d4 tấn công trung tâm. Nếu đen lùi tượng về b6 thì tốt trắng ăn tốt đen, tốt đen ăn tốt trắng thì mã trắng ăn tốt đen, trắng sẽ lãi được một tốt. Do đó ván cờ thực tế, tốt đen ăn tốt trắng. Tốt trắng ăn lại tốt đen và tấn công tượng đen. Đen chạy tượng b6, ván cờ khá là cân bằng. Trong khi đen có cặp tượng mạnh kiểm soát hai bên thì trắng có cặp tốt mạnh kiểm soát trung tâm. Trắng đẩy tốt a4 mở đường cho xe lên A3 Đen bình xe E8 Trắng theo kế hoạch đi xe A3 Đen hiệu A7 kết hợp với tượng tấn công tốt trắng Trắng lùi mã vé F1 mở đường cho hậu bảo vệ tốt Đen để tốt D5 tấn công tốt trắng Ở đây trắng nên nhảy mã G3 Tốt đen ăn tốt trắng thì mã trắng ăn lại tốt đen Mã đen ăn mã trắng, xe trắng ăn mã đen Thế cờ nhìn chung ổn áp dành cho trắng Nhưng ở ván cờ thực tế Trắng không đổi tốt với đen Cũng không nhảy mã lên G3 Mà để tốt E5 tấn công mã đen Đen liền nhảy mã vào E4 Và có quân mã cực mạnh chiếm lĩnh trung tâm Trắng nhảy mã lên D2 Gã đổi với quân mã mạnh của đen Đen không đổi mã Mà đi tượng F5 Nếu mã trắng ăn mã đen Thì tượng đen ăn lại mã trắng Đen lại có quân tượng cực mạnh kiểm soát khu vực trung tâm Do đó, trắng không ăn mã đen mà đi xe E2 bảo vệ tốt F2. Nếu tượng đen ăn tốt trắng thì mã trắng ăn mã đen, tượng đen hay tốt đen ăn mã trắng thì mã trắng ăn tượng đen, tiếp tục tấn công tốt đen C6. Trắng sẽ lợi hơn đen một mã. Do đó ở ván cờ thực tế, đen không lấy tượng ăn tốt trắng mà bình xe D8 kiểm soát cột D. Trắng nhảy mã B3. Sau đó chắc sẽ lùi mã về Nùi mã F3 về E1 hoặc là D2 Mở đường để đẩy tốt lên F3 tấn công quần mã bạch tuộc của đen Đen đẩy tốt C5 gạ đổi Tốt trắng ăn tốt đen Tượng đen ăn tốt trắng Mã trắng ăn tượng đen Hậu đen ăn mã trắng Trắng nhảy mã D4 chiếm lĩnh trung tâm và tấn công tượng đen Nếu xe đen ăn tốt trắng và bảo vệ tượng Thì trắng sẽ phi tượng lên F4 tấn công xe đen Đen chạy xe và bị mất tượng Do đó ở ván cờ thực tế Đen chạy tượng về D7 Trắng phi tượng F4 bảo vệ tốt Đen lùi hậu về E7 Trắng nhảy mã B5 tấn công tốt đen Nếu đen đẩy tốt C6 tấn công mã trắng Thì trắng sẽ thí xe ăn ngay mã đen Tốt đen ăn xe trắng Thì trắng nhảy mã vào D6 Biến thành mã bạch tuộc tấn công xe đen Quân mã này sẽ kìm kẹp các quân của đen Cực kỳ bí bách Nhận thấy Trắng có thể tung chiêu tung rôn vô ảnh mã cực kỳ lợi hại nên ở ván cờ thực tế. Đen đổi tượng lấy mã của Trắng. Tốt Trắng ăn lại tượng đen, mở đường cho xe tấn công tốt đen. Ở đây đen có thể đi hậu B4 bảo vệ tốt. Nhưng mà chắc là muốn duy trì quân nặng kiểm soát khu trung tâm. Cho nên đen quyết định bỏ quân tốt này và lùi mã về G5. Xe trắng ăn tốt đen. Đen nhảy mã về E6 tấn công tượng trắng. Trắng chạy tượng về D2 đen đẩy tốt xuống D4. Trắng sau khi ăn được quân tốt của đen thì lại lùi xe về A3. Đen đi hậu C5 tấn công tốt trắng. Không thèm bảo vệ tốt. Trắng bình xe G3 kiểm soát cột G. Dọa nước sau sẽ ăn tượng vào tốt H6. Đen cũng không thèm ăn tốt trắng mà đẩy tiếp tốt D3 tấn công xe trắng. Trắng lùi xe về A1. Giờ thì hậu đen men tốt trắng. Tiếp tục tấn công tốt trắng B2. Nếu tượng trắng ăn tốt đen H6 thì cũng không thể tấn công được tốt G7 bởi vì đã có mã bảo vệ mà lại còn tạo điều kiện cho đen có thể đẩy tiếp tốt xuống D2 tấn công xe trắng. Tượng trắng ăn tốt đen thì hậu đen D5 ghim và bắt chết tượng trắng. Trắng chạy tượng thì súng cao su phát nổ và trắng thay vì mất tượng lại bị mất xe. Trở lại ván cờ thực tế, trắng không bảo vệ tốt B2 mà phi hậu lên H5. Hậu đen ăn tốt trắng và tấn công tượng trắng. Tượng trắng ăn tốt đen. Đen đẩy tiếp tục xuống d2 tấn công xe trắng và chỉ một bước nữa là sẽ biến hình thành siêu say ra. Trắng binh xe d1 chặn lại. Đen đi xe d5 kết hợp với hậu tấn công tốt trắng. Biết là không thể bảo vệ được quân tốt này và trước tình thế hiểm nghèo, tốt đen chuẩn bị phong cấp. Hậu đen đang kiểm soát hàng ngang số 2. Hai xe của đen đều đang kiểm soát các cột trung tâm livestream thần trưởng đã thức tỉnh trắng thí tượng ăn tô đen What? và máy tính đánh giá đây là nước đi thiên tài nếu đen không ăn tượng trắng thì hậu trắng sẽ phi vào h 8 chiếu hết do đó nước đi này chính xác là nhét tượng vào mồm bắt phải ăn mã đen ăn tượng trắng đến đây trắng tiếp tục của nước đi còn khủng khiếp hơn xe đen ăn mã trắng và máy tính tiếp tục đánh giá đây là nước đi thiên tài. Nếu vua đen chạy F8 thì hậu trắng ăn tô đen chiếu hết. Do đó đây lại là một nước nhét xe vào mồm bắt phải ăn. Vua đen ăn xe trắng. Bây giờ thì mọi việc lại quá easy dành cho trắng. Hậu trắng G5 chiếu, vua đen chạy F8. Hậu trắng H6 chiếu, vua đen chạy G8. Hậu trắng G5 chiếu, vua đen chạy F8. Hậu trắng H6 chiếu, vua đen chạy E7. Hậu trắng F6 chiếu, nếu vua đen chạy D7 Thì hậu trắng ăn tốt đen chiếu tiếp Đen chắc chắn mất một trong hai xe Khi đó với lợi thế hơn hẳn hai tốt Mà toàn tốt thông thì trắng sẽ dễ dàng giành chiến thắng Do đó ở ván cờ thực tế Vua đen lại phải chạy về F8 Hậu trắng H6 chiếu Vua đen chạy G8 sau nước đi này thì Đinh Lập Nhân đành phải chấp nhận hòa cờ. Ở ván này Đinh đánh cũng rất tốt Nhưng mà Nakamura với live stream thần trưởng thức tỉnh đúng lúc Nên đã thoát nguy trong gang tấc giành thêm được nửa điểm nữa Hikaru lại hí hưởng về live stream ngay cho khán giả được biết Và anh cũng đang vững vàng ở vị trí thứ ba Có cảm giác live stream thần trưởng càng đánh càng mạnh Chỉ cần Nepo sơ sẩy quên uống vodka là thứ hạng sẽ thay đổi ngay Hy vọng Nepo quên uống vodka thật Để chúng ta có thể chứng kiến một trận thua của anh ta Chứ đánh mãi mà không thua như thế này cũng chán các bạn nha Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video Xin chào và hẹn gặp lại